Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Mẹ Ngọc Sơn về Việt Nam sau khi sức khỏe suy kiệt tại Mỹ. Mới đây, ba anh em Ngọc Sơn, Ngọc Hải, Ngọc Hà, ca sĩ Quách Tuấn Du, Cao Ngọc Cường, v.v. đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để đón mẹ sau thời gian dài xa cách và đưa bà đi điều trị tại một bệnh viện uy tín tại Sài Gòn. Được biết, nhiều tháng nay, mẹ ruột của Ngọc Sơn sang Mỹ để thăm con gái cả là Thu Hiền, hiện đang làm bác sĩ tại bang California, Mỹ và chữa trị khối u ở cổ. Trước này, sức khỏe bà rất tốt, hầu như không vướng bệnh tật gì nghiêm trọng, nên anh em Ngọc Sơn không suy nghĩ nhiều mà đồng ý chiều theo ước nguyện của bà. Tuy vậy, trong quá trình điều trị sau khi bác sĩ tiêm hai liều thuốc đặc trị sau cùng, bà đã bị phản ứng thuốc do không hợp với thể trạng người lớn tuổi. Vì vậy, bà chẳng ăn uống được gì, sức khỏe dần suy kiệt khiến các con lo lắng khôn nguôi. Sau đó, cả gia đình đã dốc công sức chạy vạy ngược xuôi tìm cách, cuối cùng Ngọc Sơn cũng có thể thu xếp lo cho mẹ về đến quê hương an toàn. Bà được cách ly và các bác sĩ tận tình chữa trị suốt 14 ngày tại trung đoàn 58 Quốc Oai, Hà Nội. Tiếp đó bà trở về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị và theo dõi. Ngay khi nhìn thấy mẹ, anh đã ôm hôn và động viên mẹ để bà an tâm chữa bệnh cho tốt. Mẹ Ngọc Sơn là bà Kim Loan bày tỏ khi về đến Việt Nam và gặp Ngọc Sơn và các con, bà cảm thấy khỏe và vui tươi hơn nhiều. Đặc biệt với sự chăm sóc tận tâm của các bác sĩ nơi chôn rau cắt rốn khiến bà hạnh phúc và cảm động. Bà đã dần ăn uống được và có thể đứng dậy trò chuyện, cười đùa, thậm chí nhảy tại chỗ. Bản thân Ngọc Sơn cũng rất xúc động và cảm kích trước tấm lòng nữ y như từ mẫu của các bác sĩ ở quê nhà. Từ Bắc cho đến Nam, đó cũng là một lý do lớn khiến anh muốn đưa mẹ về bằng mọi cách. Vì anh tin tưởng tuyệt đối vào nền y học nước nhà. Dù nước Mỹ có nền y học tiên tiến nhất thế giới nhưng con người mỗi lời mỗi khác. Khi về đến Việt Nam, được bao bọc bởi hơi thở quê hương, là mẹ anh đã khỏe hơn rất nhiều. Nhờ có sự chu đáo, tận tâm của các bác sĩ, gia đình anh càng ấm lòng hơn. Không chỉ vậy, dù là một đất nước nhỏ bé nhưng y học Việt Nam cũng chẳng thua kém, đặc biệt về tinh thần, sự kiên cường, lòng nhân hậu, thương người của người Việt Nam thì càng đáng quý hơn nữa. Một thời gian trước, Ngọc Sơn đã làm đơn hiến xác cho y học bởi anh hy vọng và tin tưởng nền y học Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và cứu giúp được nhiều bệnh nhân nhiều hoàn cảnh hơn. Danh ca Ngọc Sơn vốn là con người hiếu nổi tiếng của showbiz Việt nên hành động này của anh không hề bất ngờ. Ngọc Sơn luôn tâm niệm ba điều: hiếu thảo, tôn sư trọng đạo và đối nhân xử thế, tu tâm tích đức, trong đó chữ hiếu luôn được anh đặt lên hàng đầu. Dù là ca sĩ nổi tiếng nhiều năm nhưng ít ai biết Ngọc Sơn chẳng hề sở hữu khối tài sản khủng như nhiều người vẫn đồn đoán. Cho suốt quãng thời gian đi hát, anh dày dụng chất chiêu được bao nhiêu tiền bạc của cải đều chuyển cho mẹ đứng tên. Vì đối với anh, lòng mẹ, tình cha là hơn tất cả trên đời là hơi thở của con. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.